Bồ Đào Nha như mọi khi đã mang đến đợt tập trung lần này với nhiều hào thủ và chuỗi trận giao hữu tiếp theo sẽ là những liều thuốc thử cuối cùng để họ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ World Cup trên đất Qatar. Một điều khác biệt là Fernando Santos dường như đang ngày càng có nhiều hơn những sự lựa chọn so với chính Bồ Đào Nha ở thời điểm khi vừa lên ngôi tại Euro 2016. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích để lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất của Seleção châu Âu với những cái tên góp mặt trong thành phần tập trung của đội tuyển lần này. Không phải José Sá hay Rui Patricio, những cầu thủ đã thống trị khung gỗ của đội tuyển Bồ Đào Nha trong nhiều năm, thủ thành Diego Costa mới là cái tên được coi là sự lựa chọn hàng đầu của Seleção châu Âu tại kỳ World Cup 2022. Ngôi sao 23 tuổi là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Porto và đã được đôn lên đội 1 vào năm 2019. Sau đó chiếm luôn một suất bắt chính từ đó đến nay. Thủ thành người Bồ Đào Nha đang được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của đội tuyển khi Rui Patricio đã dần bước sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp khi chạm ngưỡng tuổi 34. Sự thăng tiến trong những năm gần đây có thể được coi là bước đi thần tốc với thủ thành sinh năm 1999. Anh liên tục được lọt vào các cấp đội tuyển khác nhau của quốc gia, thậm chí đã liên tiếp trở thành nhân vật tiêu biểu ở các lứa U17, U19 và gần nhất là U21 châu Âu. Vì vậy không bất ngờ khi World Cup 2022 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên giới thiệu tên tuổi của Diego Costa. Trước mặt Costa sẽ là một cặp đôi quen thuộc đến nhàm chán, Pepe và Ruben Dias. Vấn đề lớn nhất của nền bóng đá Bồ Đào Nha trong những năm vừa qua là không thể sản sinh thêm một trung vệ đủ đẳng cấp để thay thế Pepe. Trước đó vị trí mà Jose Fonte để lại gần như là thứ vừa vặn với Dias, người đang được coi là một trong những cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình. Gã đồ tể ở tuổi 39 sẽ bước vào một trong những kỳ World Cup cuối cùng của đời cầu thủ, trong đó tốc độ và sức bền sẽ là hai câu hỏi lớn được đặt ra cho Pepe tại thời điểm này. Dù vậy, Santos gần như sẽ không thay đổi công thức chiến thắng của ông trong những năm qua với Pepe ở trung tâm hàng phòng ngự. Có một nghịch lý với Dias là cầu thủ này thường không thể hiện được sự xuất sắc của mình giống như những gì từng làm với Man City. Dù vậy, thật khó để bảo Santos có thể loại Dias vào lúc này khi những sự lựa chọn còn lại của ông là tương đối eo hẹp. Có lẽ sau những khoảng thời gian làm việc cùng nhau trong màu áo đội tuyển, Pepe và Ruben Dias sẽ thể hiện được sự chắc chắn và an ý ở kỳ World Cup năm nay. Không còn nghi ngờ gì nữa về một vị trí bên hành lang cánh phải thuộc về João Cancelo. Khác với Pep Guardiola, Cancelo là cái tên được Santos đóng đinh ở vị trí hậu vệ phải, tức là ông sẽ quyết định không chơi ở một vai trò hậu vệ ảo, thường xuyên bó sát vào trung tâm hàng tiền vệ để đảm nhiệm vai trò sáng tạo chính. Cancelo ở đội tuyển quốc gia là một cầu thủ bám biên với những pha overlap của anh bên cánh phải với hai người đồng đội còn lại là Bruno Fernandes và Bernardo Silva đang trở thành một thứ vũ khí quan trọng của Seleção châu Âu vào lúc này. Sự cạnh tranh vẫn là có ở vị trí hành lang cánh phải khi Diogo Dalot đang thực sự lột xác ở mùa giải năm nay với khả năng công thủ toàn diện. Dù vậy, Santos là một người hiếm khi nào thay đổi bộ khung hàng hậu vệ của mình trước thềm giải đấu lớn. Vì vậy, Cancelo đang được coi là đã chắc suất tại đội tuyển trong giải đấu lớn này. Ở cánh đối diện, sau khi Rafael Guerrero bắt đầu cho thấy những dấu hiệu về mặt tuổi tác, Nuno Mendes đang nổi lên là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của Bồ Đào Nha ở vị trí này. Sama 20 tuổi có trận đấu ra mắt cho màu áo Sporting Lisbon vào năm 2020 trước khi trở thành tân binh của đội bóng nhà giàu nước Pháp trong mùa hè này. Cách chơi của Mendes cũng tương tự như phiên bản Cancelo ở cánh đối diện với tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công nổi bật. Ở phía bên trên, huấn luyện viên Santos phải rất đau đầu với bộ khung của hàng tiền vệ khi từng có thời điểm nó trở nên thiếu sức sống một cách trầm trọng. Trong giai đoạn gần đây, vị trí lực gia 67 tuổi thường lựa chọn sử dụng sơ đồ 3 người ở hàng tiền vệ trung tâm với một cầu thủ mỏ neo. Sự cạnh tranh cũng đang diễn ra ở vị trí này với Ruben Neves, Matheus Nunes, João Paulinho, Daniel Pereira và João Moutinho. Dù vậy, có lẽ vị trí đó sẽ không thuộc về João Moutinho khi tiền vệ thủ biên chế Wolf thậm chí đã không có tên trong đợt tập trung mới nhất của đội tuyển mặc dù hoàn toàn sung sức để ra sân thi đấu. Dựa theo những gì Bồ Đào Nha đã thể hiện ở các lượt trận playoff, đội hình của Santos có thể sẽ có tên người đồng đội của Moutinho là Ruben Neves. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đá chính trong 3 trận đấu gần nhất của đội tuyển tại Nations League hồi tháng 6 và hiện đang được coi là một sự thay thế tiềm năng cho Paulinho, một cầu thủ đã không còn giữ được phong độ trong màu áo câu lạc bộ. Sự cạnh tranh của Matheus Nunes hay là Paulinho là có trong bối cảnh này, dù vậy với mục tiêu nâng cao sức sáng tạo ở khu vực trung tuyến, Santos chắc chắn sẽ ưu tiên Ruben Neves như là một trong những vị trí hàng đầu. Ở một khía cạnh khác, Danilo Pereira vẫn có mặt trong danh sách triệu tập như là một phương án để Santos nâng cao sức đề kháng mặt trận phòng ngự. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain có lẽ sẽ chỉ là một sự lựa chọn chiến thuật trong tình thế mà Bồ Đào Nha mong muốn bảo toàn điểm số của mình.
Thi đấu phía trên Ruben Neves sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi Bruno Fernandes và Vitinha. Bruno kể từ khi cập bến đội chủ sân Old Trafford đã luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ công hay tiền vệ trung tâm của đội tuyển, bất chấp một phong độ không thực sự tốt ở kỳ Euro 2020. Số 8 của Man United vẫn ở trong kế hoạch của Santos với 9 trận đá chính kể từ tháng 9 năm ngoái. Điều đó bao gồm cả việc anh đã ra sân trong các trận đấu quan trọng của vòng Playoff World Cup với Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia. Vì vậy, Bruno gần như sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Ghana tại lượt trận mở màn của World Cup và màn trình diễn của anh có thể sẽ quyết định vị trí của mình tại đội tuyển Bồ Đào Nha lần này. Santos đôi khi cũng thích một mẫu tiền vệ có khả năng hoạt động mạnh mẽ bên cạnh Fernandes để gia tăng khả năng chống phản công. Vì vậy, Vitinha đang nổi lên ở mùa giải này như là một sự lựa chọn hàng đầu ở đội tuyển với khả năng đánh chặn và đọc tình huống tuyệt vời. Mặc dù mới chỉ có 3 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay, nhưng việc gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè cho thấy anh đã sẵn sàng cho bước tiến mới trong sự nghiệp. Và ngay cả khi đó không phải là Vitinha, thì Cavani có thể sẽ là sự lựa chọn quen thuộc của Santos trong nhiều năm ở vị trí này. Những vị trí trên hàng công của Bồ Đào Nha vào lúc này đang khiến huấn luyện viên Santos phải trải qua một cơn đau đầu dễ chịu với những Cristiano Ronaldo, André Silva, João Félix, Otávio, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes và Bernardo Silva. Sự đa dạng là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được ở đây. Bồ Đào Nha đang có được một lứa thế hệ kế cận đủ tốt theo kèm với những cầu thủ gạo cội và giàu kinh nghiệm. Cánh phải đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa Otávio và Bernardo Silva. Công bằng mà nói thì cán cân có lẽ đang nghiêng nhiều hơn về phía Otávio sau màn trình diễn ấn tượng trong trận playoff với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế Porto đang gặp bất lợi bởi chấn thương kinh hoàng tại Wanda Metropolitano hồi đầu tháng 9. Vì vậy, một vị trí bên hành lang cánh phải xem ra không thoát được khỏi tay của Silva. Bên cánh trái sẽ chứng kiến một sự cạnh tranh rất lớn giữa Pedro Goncalves của Sporting, người đang gây ấn tượng với 9 bàn thắng sau 9 trận ra sân trên mọi đấu trường, Rafael Leao của AC Milan và Diogo Jota, người đã ghi 9 bàn sau 27 lần ra sân cho CD Sao. Theo một dự đoán chủ quan thì có lẽ vị trí bên cánh trái khó lòng rơi vào tay của những Leao hay Goncalves bởi kinh nghiệm tại đội tuyển quốc gia của họ là chưa có nhiều. Với cá nhân Leao, thậm chí tiền đạo này vẫn chưa thể tìm thấy mảnh lưới của đối phương trong 9 trận ra sân gần nhất trong màu áo đội tuyển. Vì vậy Jota chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Santos tại thời điểm này. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Trong khi đó, Ronaldo ở tuổi 37 đang phải ngồi ngoài nhiều hơn sau cuộc cách mạng của Erik Ten Hag. Bây giờ tại Man United, để cạnh tranh suất đá chính cũng là một vấn đề rất lớn với tiền đạo người Bồ Đào Nha khi chiến thuật của ông thầy người Hà Lan luôn đề cao tốc độ và khả năng pressing mạnh mẽ của những cầu thủ tuyến đầu. Ronaldo thì không còn đủ trẻ để thích hợp với kiểu chiến thuật như vậy, nhưng câu chuyện tại Bồ Đào Nha có thể sẽ rất khác. Santos với hệ thống và triết lý của mình không thể làm một điều tương tự như Ten Hag. Đội bóng của ông vẫn cần tới Ronaldo như là một trong những điểm nổ quan trọng của đội tuyển. Trong trận hòa tại Nations League trước Tây Ban Nha, Santos cũng từng thử nghiệm việc cất Ronaldo trên băng ghế dự bị. Dù vậy, sau trận đấu, chính ông đã khẳng định rằng đó đơn thuần chỉ là về lựa chọn ở mặt chiến thuật mà thôi. Việc cất Ronaldo lên băng ghế dự bị là một sự lựa chọn chiến thuật cho trận đấu này. Đối với chúng tôi, đó dường như là một giải pháp tốt nhất. Đối với cách chúng tôi muốn chơi và tiếp cận trận đấu, nó không liên quan gì đến phẩm chất của Cristiano và điều đó thậm chí còn không phải bàn cãi. Santos đã chia sẻ như vậy ở ngay cuộc họp báo sau trận. Đặc biệt nếu bạn nhìn lại vào chất lượng nhân sự của Seleção ở vị trí này, Santos rõ ràng không có nhiều lựa chọn cụ thể. André Silva là cái tên duy nhất có khả năng đá được trong vai trò số 9, trong khi những Jota, Leao hay Felix đều có xu hướng chơi giống như một số 9 ảo, với tầm hoạt động rộng và bao quát hoàn toàn trước khu vực vòng cấm. Vì vậy, để lựa chọn một cầu thủ với khả năng ổn định đấu ra bàn thắng cũng như tận dụng triệt để những cơ hội hiện có, Ronaldo sẽ là cái tên tiềm năng nhất trong đội hình này. Việc lựa chọn Ronaldo ở thời điểm hiện tại có lẽ mang tính hệ thống nhiều hơn là về mặt con người. Bồ Đào Nha đã xây dựng một hệ thống xung quanh cựu tiền đạo Real Madrid trong nhiều năm liền với những quả tạt từ hai hành lang cánh và cả những đường xẻ bóng theo trục dọc hướng thẳng tới vị trí của Ronaldo. Vì vậy không khó hiểu khi năm nay, với những con người đẳng cấp cao hơn, họ sẽ tiếp tục với một hệ thống từng đem về thành quả là chức vô địch Euro 2016. Một điều chắc chắn là Ronaldo sẽ có được nhiều đất diễn hơn khi quay lại đội tuyển và sự ghẻ lạnh tại Old Trafford vào lúc này sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra tại Bồ Đào Nha thêm một lần nữa. Bạn không có nhiều thời gian để đọc sách, bạn muốn tiếp cận với sách theo cách linh hoạt nhất có thể. Audiobooks hay còn biết đến là sách nói sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Hiện tại trang WinScan của bình luận viên Anh Quân bắt đầu khởi động chương trình Audiobooks với các nội dung hấp dẫn được xuất bản hàng tuần.
Chỉ cần làm nhiệm vụ là bạn có thể sở hữu được những quyển audiobook với giá 0 đồng. Nếu bạn sở hữu đủ 5 quyển, bạn sẽ được tự do chọn lựa một quyển sách bất kỳ có trên trang WeScan của Bệnh viện Anh Quân và hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt hơn, quyển sách ấy sẽ được tặng kèm với chữ ký của tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Bình luận viên Anh Quân.